sáu phẩm kinh điển. Lại nữa, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình ở châu thiện bộ, làm cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo, lần lượt cho đến giáo hóa khắp các loại hữu tình ở thế giới của chư Phật như các sông Hằng, vân vân, trong 10 phương, làm cho an trụ 10 thiện nghiệp đạo. Thì ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không? Trời đế thích thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật bảo, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác đọc tụng, thì đạt được phước lại càng nhiều hơn. Lại nữa, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ, làm cho an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông, lần lượt cho đến khắp các loài hữu tình ở thế giới chư Phật như các sông Hằng, vân vân trong 10 phương, làm cho đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông, thì ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, do nhân duyên như vậy đạt được phước có nhiều không? Trời đế thích thưa, rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật bảo, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các báu, đem bố thí cho người khác đọc tụng, thì đạt được phước càng nhiều hơn trước. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, tự mình thường đọc tụng, thì không bằng như có người biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, và đem bố thí cho người khác đọc tụng. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép thọ trì bát nhã ba la mật đa, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, và đem bố thí cho người khác đọc tụng, thì không bằng có người hiểu biết đúng nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa, và giảng thuyết cho người. Trời đế thích lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nên giảng thuyết nghĩa thú sâu xa của bát nhã ba la mật đa cho các loài hữu tình nào? Phật dạy, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào không biết nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa, thì nên giảng thuyết cho họ. Vì sao? Kiểu thi ca, vì ở đời đương lai có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nghe người giảng thuyết tương tự bát nhã ba la mật đa, bèn mê lầm nên giữa đường lui mất. Khi ấy trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là tương tự bát nhã ba la mật đa? Phật bảo, kiểu thi ca, đời đương lai có các bí xô ngu si điên đảo, mặc dầu muốn tuyên thuyết chân thật bát nhã ba la mật đa, nhưng nói đảo ngược bằng pháp tương tự bát nhã ba la mật đa. Thế nào là bí xô nói ngược bằng pháp tương tự bát nhã ba la mật đa? Nghĩa là bí xô kia nói cho người phát tâm vô thượng bồ đề, sắc họa nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không, nên gọi là vô thường. Nói thọ tưởng hành thức họa nên gọi là vô thường, chứ chẳng phải thường không nên gọi là vô thường. Lại nói, nếu người cầu như vậy là hành bát nhã ba la mật đa, kiểu thi ca, như vậy gọi là nói ngược bằng pháp tương tự bát nhã ba la mật đa. Này kiểu thi ca, không nên căn cứ vào sắc họa để quán sắc là vô thường, không nên căn cứ vào thọ tưởng hành thức họa để quán thọ tưởng hành thức là vô thường, mà căn cứ vào thường không để quán sắc cho đến thức là vô thường. Do vậy, này kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biết rõ nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa sâu xa và giảng thuyết cho người, thì phước của người đó rất nhiều. Lại nữa, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào giáo hóa tất cả hữu tình ở châu thiện bộ, làm cho đều trụ quả dự lưu hoặc nhất lai bất hoàn a la hán, hoặc độc giác của